Chúng em Tuyến viện Phú Xuân dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm xin kính chào quý vị và các bạn trẻ thân mến. Chúng ta đã gặp nhau với chia sẻ về tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô sống và người trẻ tuyển viện dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hôm nay, chúng em xin chia sẻ với quý vị và các bạn về chương 6. Chương 6 nói về người trẻ với cội nguồn. Đức Thánh Cha Francisco nói, nếu người trẻ và người già mở ra với Thánh Thần, thì họ cùng nhau tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời. Người già với ước mơ và người trẻ có viễn tưởng. Nếu người trẻ bén rễ trong ước mơ của người già, thì họ có thể nhìn thấy tương lai. Chúng em thật hạnh phúc khi sống trong nôi mẹ nhà dòng, có các bà hưu dương. Mỗi ngày chúng em được tiếp xúc với các bà, nhìn ngắm các bà trong gương sống thinh lặng với Chúa bên nhà chầu, chăm chỉ với các giờ thiêng liêng, lần hạt, đọc lời Chúa. Chúng em được cùng chia sẻ với các bà qua những lời hỏi thăm để chúng em vững bước trên con đường tìm kiếm ơn gọi. Các bà đã luôn trao cho chúng em những kinh nghiệm của mình qua các câu chuyện kể, kể về nhà dòng, kể về ơn gọi, kể về cuộc đời, về những vui buồn trong khi thi hành sứ mạng của mình. Các em đang còn trẻ, đang còn nhỏ, thì bây giờ các em bắt đầu tập tin tất cả là do Chúa và từ Chúa, thì mọi sự đều tốt lắm. Và trong đời bà là bà thì mẫu bà cũng dâng lên cho mẹ để xin mẹ gìn giữ ơn gọi con. Không có khó khăn gì nên về mình hết. Tức là có cái chi là ai sướng thì tốt, còn mình thiệt thôi cũng chẳng sao. Tại vì những cái gì khó khăn mà cho mình thì vượt qua hết. Và là giống như là mình nói đã đạp lên trên mà đi không để lòng điều. Là xin Chúa chiếm đoạt lòng con khi tất cả những cái sầu của mình đó, để được Chúa biện đổi. Mỗi buổi sáng khi mua mà gặm xong là bao công việc vui lòng cha. Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vậy con không đến để làm theo ý con, nhưng làm theo ý cha. Cảm ơn Chúa đó. Xin Chúa chúc lành để cho chúng ta được sống ơn gọi theo như ý của Chúa thật thôi. Thật thà và vâng lời là hai cái đức tính nữa cần thiết cho cái đời tu của mình. Là một. Thứ hai nữa, về cái đường thiêng liêng á, bám víu vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ thì khi nào mới tu được? Không có gì làm hơn Chúa Kitô xác tín. Không ai yêu tôi bằng Chúa, không ai yêu tôi như Chúa, không ai yêu tôi hơn Chúa đâu. Và vì vậy ai nói gì thì nói, ai tỏ tình gì thì tỏ tình, nói thua Chúa. Theo Chúa là mình phải từ bỏ, mình không còn là hấp dẫn cho một người nào hết, chỉ một mình Chúa. Chỉ ở nhà Chúa có hạnh phúc thôi, mặc dù nhà Chúa cũng có sự khó. Thấy chứ, không phải nhà Chúa cũng có sự khó đâu. Nhưng mà sự khó đó Chúa cho cái sự mình vượt qua, để mình đi đến với Chúa, để làm việc với Chúa, vì Chúa không phải em. Thật hạnh phúc cho chúng em, vì chúng em được quý chị giáo dạy dỗ, hướng dẫn và nhắc nhớ cho chúng em về lòng biết ơn quý bà. Những cây cổ thụ đã làm nên hội dòng của chúng em với những hy sinh vất vả trong suốt dòng lịch sử của hội dòng. Bản thân em cảm thấy mình thật là may mắn khi mà được sống ở trong cộng đoàn có nhiều thế hệ. Em cảm nhận được sự gần gũi của các bà giống như là bà ngoại, bà nội của em vậy. Em rất là thắc mắc về sự trân trọng của các bà. Với tuổi tác và sức khỏe như thế, nhưng các bà vẫn luôn trung thành và chăm chỉ đến với Chúa trong các giờ chung cũng như các giờ riêng. Em nhớ chị giáo đã từng dạy rằng chúng ta là những người tỉ hon đứng trên vai của người khổng lồ, và đúng thật các bà quả vĩ đại để làm nên hồi dòng trong sự tuyệt vời của mình. Em cảm phục sự minh mẫn của các bà. Em ước gì mình cũng sống ơn gọi như những gì mình đã thấy. Điều em muốn nói với các bà là, bà ơi, cháu yêu bà, các bà là niềm tự hào của chúng cháu. Kết thúc chương 6,
Đức Thánh Cha Francisco đã nói về cái nhìn của người trẻ. Khi cùng đi với người già, giáo hội như một chiếc thuyền, trong đó người già giúp giữ đúng lộ trình bằng việc nhìn hướng các vì sao trên trời, trong khi người trẻ tiếp tục chèo và hình dung những gì đang chờ đón mình phía trước. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy lên cùng một chiếc thuyền và cùng với nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, với sức đẩy không ngừng được đổi mới của Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng em xác tín hơn. Mẹ giáo hội muốn chúng em xây dựng cuộc đời mình bên những điều bình dị của cuộc sống là biết ơn quý bà, những người cao niên, trân quý tuổi già của quý bà, giúp chúng em đón nhận các giáo huấn, học hỏi các kinh nghiệm. Chúng em ý thức trân trọng những ký ức, những kinh nghiệm cùng với sự khôn ngoan thánh thiện của quý bà trao lại. Chúng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chia sẻ tiếp theo.